Kính thưa quý vị, Phú Thọ không chỉ tự hào là vùng đất có lịch sử lâu đời, là nơi cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam, mà còn tự hào là nơi có phong trào cách mạng vững vàng, đã nhiều lần được đón Bắc Hồ về thăm, ở và làm việc. 77 năm đã trôi qua, Chu Hóa, địa phương được đón Bác trong lần đầu tiên Bác về thăm, ở và làm việc tại Phú Thọ, đến nay vẫn còn in đậm hình bóng của vị cha già dân tộc. Tháng năm về, theo dấu trên người, không thể không về thăm mảnh đất Chu Hóa, một địa chỉ đỏ, nơi quê hương đất tổ. Chu Hóa, một xã vùng ven của thành phố Việt Trì, vinh dự là nơi được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc trong năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách đây 77 năm. Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1947, trên đường từ Hà Nội lên Chín Củ Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Chu Hóa, ở và làm việc tại nhà của ông Nguyễn Văn Sĩ, xưa kia thuộc xóm Hòa, thôn Chu Hóa. Nhiều năm sau khi bác đi xa, trên chính nền đất nhà ông Nguyễn Văn Sĩ, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trưng bày một số hiện vật, tài liệu để ghi nhớ mốc lịch sử này khu lưu niệm nằm trên nền đất cao, rộng, thoáng đã. Xung quanh là những khu vườn cây xanh dợp bóng mát cả mùa hè. Ngày ngày, ông Nguyễn Kim Đức, một cán bộ nghỉ hưu vẫn thường tới chăm nom và chăm sóc để nơi này luôn khang trang, đẹp đẽ, chào đón nhân dân và du khách tới thăm, tưởng nhớ vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam. Đã nhiều năm gắn bó với địa chỉ đỏ này, mỗi khi có du khách tới tham quan, tìm hiểu, ông Đức luôn nhiệt tình hướng dẫn, Thuyết Minh với niềm tự hào quân tả. Đây là nhà cùng với bác sĩ đã dành cho bác hồ ở và làm việc trong thời kỳ bác từ Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta và trong quá trình bác ở Chu Hóa 11 ngày thì bác trực tiếp soạn thảo đánh máy một số những tài liệu mà đã được lưu giữ trong chiếc tủ này gồm có tập sắc lệnh từ số 31 cho đến số 38 và tác phẩm Đời sống Mới với bút danh là Tân Sinh và một số thư điện bác gửi cho Báo vệ quốc đoàn nói lên 12 điều dân của chiến sĩ quân vệ quốc đoàn thời bấy giờ và thư điện gửi cho các nhà báo Pháp nói về cuộc tranh luận của thực dân Pháp đối với Việt Nam cũng như là thư gửi cho Tổng thống Ấn Độ cái thời năm 1917 Đây là những hiện vật gốc mà à, của nhà cụ Nguyễn Văn Sĩ Thứ nhất là cái mâm bằng gỗ mít nguyên bản. Thứ hai là đôi tràng kỷ bằng tre sập mà gỗ của nhà cụ Nguyễn Văn Sĩ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ ở đây đã sử dụng. qua những dấu ấn hiện vật còn lưu giữ lại tại mỗi nơi bác đến, ở và làm việc, ta càng thấu hiểu hơn phong cách giản dị, gần gũi của vị cha già dân tộc. Chính tại những nếp nhà, những mảnh vườn đơn sơ nhất, vị lãnh tụ cao nhất của cách mạng Việt Nam đã khiêm nhường san sẻ những vui buồn, khó khăn với người dân ở bất cứ nơi nào bác đến. Khu lưu niệm Bắc Hồ xã Chu hóa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, vì dấu ấn về một quãng thời gian hoạt động cách mạng của Bắc Hồ và những cận vệ của người. Bắc Hồ ngay đã đi xa, nhưng hình bóng bác vẫn còn in đậm nơi đây, với lòng biết ơn và tự hào vô hạn. vâng ừ, thưa quý vị chu hóa ngày nay đã đổi thay nhiều nhưng tình cảm với bác vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân nơi đây nhớ bác để thiên yêu mến và tự hào về quê hương mình để luôn gìn giữ và thắp sáng dân ngọn lửa truyền thống cách mạng nơi vùng đất hội nguồn dân tộc